Rồi, cũng vẫn là Quang Linh Nam Unity thì mình sẽ giới thiệu thêm với anh em về một số tính năng của nó nữa nha. Bây giờ trên con Nam này mình có thể mình chơi nhạc từ Spotify thì mình nhấn vô. Đây, trên Spotify bây giờ. Vào tim em, nhưng sao xưa đang ngủ.